Xin chào mừng tất cả các em đến với kênh Thầy Chính Vật Lý. Nếu đây là lần đầu tiên các em biết đến kênh này, thì thầy xin giới thiệu một vài chi tiết để chúng ta theo dõi cái video được tốt hơn. Thì trong phần hôm nay đó, thì thầy sẽ giải cái bài các bài tập về cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Trong cái cuốn sách này thì nó có 4 phần: cơ học, nhiệt học, điện học và quang học. Và thầy sẽ giải lần lượt từ bài 1 ở phần cơ học, giải cho đến hết cuốn sách. Và mỗi một ngày thì thầy sẽ up lên một cái bài giảng chúng ta tiện theo dõi. Và thầy nghĩ rằng là nếu để chúng ta mà học tập được tốt á, thì thầy nghĩ là chúng ta nên mỗi một bạn là nên có một cái cuốn sách cho mình. Thì cũng rất là dễ dàng thôi, mình ra ngay cái tiệm sách ở gần nhà mình, ở gần nơi mình ở nhé, để mình có thể sở hữu cho mình một cuốn. Còn nếu các bạn mà lười á, thì thầy có cái phương án cho các bạn. Thì hiện nay là các cái trang thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee họ bán rất là phổ biến. Thì thầy cũng đã tìm và cái đường link thầy để sẵn ở dưới cái phần mô tả đó. Thì chúng ta nếu mà mua qua các sàn thương mại điện tử thì chúng ta chỉ cần kích vào các cái đường link đó, thì đến những cái sàn thương mại đó thì chúng ta mua nó rất là tiện, và họ có thể ship tận nhà cho chúng ta. Và hy vọng rằng là các em là khi có cuốn sách rồi thì mình sẽ học tập được dễ dàng và tốt hơn. Và bây giờ thì mời các bạn là theo dõi tiếp ở cái bài học ở phần phía sau. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải đến bài 237 ở cái phần nhiệt học. Đề bài 237 như sau. Một khối thép hình trụ cao 20cm, khối lượng 15,8kg ở nhiệt độ phòng là T0 bằng 20 độ C. Người ta đặt nó vào trong một lò than trong 15 phút rồi lấy ra, thì nhiệt độ khối thép bây giờ là T1 bằng 820 độ C. Cho rằng 10% nhiệt lượng của lò than tỏa ra được truyền cho khối thép. Hãy xác định lượng than trung bình đã cháy trong lò trong 1 giờ. Câu B. Khối thép lấy từ lò ra được đặt trong một vại sành cách nhiệt hình trụ tròn. Đường kính trong là D bằng 30cm. Người ta tưới nước ở nhiệt độ T bằng 20 độ C lên khối thép ấy cho tới khi nó vừa đúng ngập trong nước. Nhiệt độ của nước khi hệ cân bằng nhiệt là T2 bằng 70 độ C. Hãy tính lượng nước đã tưới lên khối thép. Và họ cho mình một số cái thông tin, các cái thông số nhiệt của nước và thép như trong bảng phía dưới. Nó dài quá thôi thầy không đọc. Thì tổng quan qua cái bài này thì mình thấy nó dài, nó chia làm hai câu A và B. Thì ở những cái bài dài và khó thì chúng ta nên biết cách để mình tách ra, mình làm những cái việc nhỏ rồi mình ghép nó lại thì nó sẽ dễ dàng cho mình hơn. Đương nhiên khi chúng ta đọc một cái bài thì chúng ta cũng phải đọc tới đọc lui để mình hiểu cái ý đề bài muốn nói cái gì đó. Chứ không thể đọc đó là vô là làm được liền như thầy đâu, đúng không? Đó, rõ ràng là như vậy. Rồi thì sau khi đọc xong á thì những cái thông tin ở phía dưới này nè, về khối lượng riêng, nhiệt chung riêng các kiểu, thì khi nào tới cái phần nào thì chúng ta dò xuống phía dưới chúng ta lấy thông tin. Rồi bây giờ thầy phân tích cho mình từng câu một, bây giờ mình tập trung câu A thôi đó. Tại vì câu A là nó không liên quan nhiều tới câu B. Có nghĩa là riêng tới đọc tới câu A là mình đã giải quyết xong rồi. Và những cái thông tin thì mình lấy phía dưới. Được chưa? Vậy là coi như câu A là một bài và câu B là một bài. Đó, mình tách nhỏ nó ra để mình làm. Còn đọc tổng thể thì mình thấy cái bài này nó tương đối là nó dài. Đó. Vậy một khối thép hình trụ cao 20cm, khối lượng 15,8kg. Ví dụ thầy phân tích lên đây cho mình nhìn cho nó dễ. Đó. Này, này. Ví dụ như cái khối thép này là hình trụ, vẽ đại ra đây nha, vẽ ra để mình nhìn cho nó dễ thôi, hình dung cho nó dễ thôi. Cái khối thép hình trụ này á, là nó có khối lượng này, M thép này, MT này, là 15,8kg, cao 20cm, chiều cao, có nghĩa là từ đây đến đây này. Đó. Chiều dài cũng được, mà chiều cao cũng được, H là bằng 20cm. Ở nhiệt độ phòng, nhiệt độ phòng là nhiệt độ của phòng, ở trong phòng á, hay là nhiệt độ bình thường á, và họ cho cụ thể luôn là T0 bằng 20 độ C. Mình hiểu đơn giản có nghĩa là ban đầu nhiệt độ của nó là 20 độ C. Rồi, người ta đặt nó vào trong một lò than trong thời gian 15 phút, thời gian T là bằng 15 phút. Thì mình biết là thời gian thì mình phải đổi về giây nó mới chuẩn, nhân cho 60 thì nó sẽ được 900 giây.
thì nhiệt độ của khối thép bây giờ là T1 bằng 820 độ C. Mấy bữa nay ho quá các bạn. Cho rằng 10% nhiệt lượng của lò than tỏa ra được truyền cho khối thép. Hãy xác định lượng than trung bình đã cháy trong lò trong 1 giờ. Đó. Được chưa? Hãy xác định lượng than trung bình đã cháy trong lò trong 1 giờ. Rồi thì bây giờ mình thấy nè. Bây giờ mình muốn tính được than nó đã cháy thì bây giờ đầu tiên mình thấy người ta đặt trong 15 phút. Mình cứ tính trong 15 phút đã. Rồi sau đó mình tính trong 1 giờ sau. Đúng không? Rồi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ mình thấy nè. Mình phải phân tích cái nhỏ cái ý ra. Thì đây là liên quan tới bài nhiệt lượng. Bài nhiệt. Thì mình thấy cái khối thép này ban đầu nhiệt độ là 20. Sau đó nó tăng tới 820. Vậy là nó đã nhận được một cái nhiệt lượng là bao nhiêu đó. Thì cái nhiệt lượng này mình hoàn toàn mình tính được. Đúng chưa? Rồi, vậy thì ngay bước này thì tính cái nhiệt lượng mà thép thu vào cái đã. Rồi mình gỡ rối từng bước một. Được chưa các bạn? Đó. Vậy thì đầu tiên là thầy tính nhiệt lượng. Nhiệt lượng viết tắt ha, nhiệt lượng mà thép thu vào để tăng đến bao nhiêu? 820 độ C. À, thì Q này gọi là Q thép đi, T đi, Q T là Q thép. Công thức là M nhân C nhân delta T, M là M thép này, C là C của thép này, nhân delta T lấy nhiệt độ cao trừ nhiệt độ thấp. Ban đầu là 20 độ là T0, sau đó tăng tới T1 là 820. Thì mình lấy T1 trừ T0. Cứ làm đúng từng bước như vậy. M thép là 15,8. C thép, đây mình nhìn trong đây nè. Nhiệt dung riêng của thép họ cho bên đây nè, 460 unit kg Kelvin. Thấy chưa? Thế vào 460. T1 là 820 trừ 2, T0 là 20. Còn lại thì chúng ta bấm máy tính thôi, được không? Đó. Vậy bấm thì coi nó được bao nhiêu. Rồi. 820 trừ 20 nhân 406 nhân 15,8. Chúng ta bấm máy tính nó sẽ được cái số là số này 5814400 và đơn vị là joule. Vậy nó sẽ thu được một nhiệt lượng là chừng đó joule nha. Rồi, tiếp theo nè, mình thấy nè. Ở đây họ yêu cầu là xác định được cái lượng than đã cháy thì mình phải tính được cái nhiệt lượng mà cái lò than này tỏa ra, có nghĩa là khi nó cháy thì nó sẽ tỏa ra nhiệt, đúng không? Và ở đây mình thấy một điều nè, không phải là than nó cháy được bao nhiêu nhiệt nó sẽ cung cấp hết cho thép, mà họ nói rằng là cho rằng 10% nhiệt lượng của lò than tỏa ra được truyền cho khối thép. Có nghĩa là khối thép nhận được nhiệt lượng là 5.814.400 joule này chỉ chiếm 10% của cái lò than thôi. Vậy từ đó mình suy ra được nhiệt lượng mà lò than đã tỏa ra. Đúng không? Rồi. Thì bây giờ mình tính nè. Nhiệt lượng mà lò than tỏa ra. Và từ nãy giờ mình đang tính là trong 15 phút. Đúng không? Đó. Trong 15 phút. Rồi. Thì mình thấy nè. Cái quy than này. Nhiệt lượng mà thép này nè, T là thép nhận được nè, là chỉ chiếm 10% của cái quy lò thôi, L là lò, chứ thầy ghi chữ than nữa nó sẽ trùng, T nữa là trùng mất, than với thép nó trùng nhau, hiểu không? Cái ký hiệu là do mình ký hiệu thôi. Rồi, vậy từ đó mình muốn tính nhiệt lượng lò than tạo ra, đúng không? Vậy suy ra quy lò này là bằng quy thép chia cho 10%. Nhiệt lượng thép nhận được ở trên mình có rồi, 581 4400 chia cho 10%, 10% có nghĩa là 10 chia cho 100, 10 chia cho 100 có nghĩa là 0,1. Cái số này chia cho 0,1 thì mình thêm một số 0 ở trên, đúng không mấy bạn? Rồi nó sẽ ra được kết quả là bằng là 581 4400 thêm số 0 nữa. Được chưa? Rồi.
Vậy đó là nhiệt lượng lò than tỏa ra trong 15 phút. Vậy thì mình tính được nè. Có nhiệt lượng tỏa ra rồi mà nhiệt lượng này là do than bị đốt cháy tỏa ra, thì mình có cái công thức là Q bằng Q nhỏ nhân M, trong đó Q là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu, ở đây là than. Từ đó mình sẽ tính được cái khối lượng than đã sử dụng, được không? Đã bị đốt cháy. Rồi thì tận dụng, thì viết bên này cho nó dễ nhìn. Đó, tận dụng cái bảng bên đây nè, đó cái hình này, đó để mình làm. Vậy thì ở đây mình tính được bên này là gì? Đó là nhiệt lượng tỏa ra, thì từ đó mình tính được khối lượng, đúng không? Khối lượng than đã bị đốt cháy. Trong 15 phút. Nè, được chưa? Thì mình có công thức nè, Q lò này nè, là của lò than đó, là bằng Q nhỏ là năng suất tỏa nhiệt này, nhân cho M, M này M than. Đúng không? M than. Mà thầy M thép là thầy cái chữ T rồi. Than thì chữ H đi, TH đi ha. Tùy ha, tùy mình ký hiệu thôi. Rồi, vậy từ đây thầy sẽ suy ra được là M than là bằng Q lò này chia cho Q nhỏ. Rồi, nhiệt lượng lò than tỏa ra lúc nãy mình tính được bên đây nè, 581443 ba số 0, đúng không? Rồi. 581 này. 443 số 0. Chia cho Q là năng suất tỏa nhiệt của than, mình dò bên đây mình thấy nè. Khối lượng riêng nhiệt nóng chảy nhiều hơn. Đây cái dòng cuối cùng. Năng suất tỏa nhiệt của than là 34 nhân 10 mũ 6. Rồi, chúng ta sẽ bấm được. Đó, từ đó chúng ta sẽ suy ra khối lượng than bằng, bấm máy tính. Nó sẽ ra được là xấp xỉ là 1,71 và đơn vị là kg, là 1,71 kg. Thì lưu ý đây là khối lượng than bị đốt cháy trong 15 phút thôi. Đây nè, tại vì hồi nãy là cái thép đặt trong lò than chỉ có 15 phút thôi. Nhưng mà họ yêu cầu mình tính gì? Tính than trung bình đã cháy trong 1 giờ. Vậy 1 giờ là bằng 60 phút. Mà 60 phút mà so với 15 phút là mình lấy 60 chia 15 nó là 4, đúng không? Vậy là cái thời gian tăng lên gấp 4 lần thì cái khối lượng bị đốt cháy sẽ tăng lên gấp 4 lần, đúng không? Do đó là mình tính trong 60 phút lại mình nhân cho 4 lên nữa là xong. Đó. Vậy thì từ đó, vậy bây giờ kết luận luôn, vậy vừa vừa nói vừa kết luận luôn. Còn cái mà nhẩm tính như vậy thì thầy tự nhẩm, còn khi mình nói ra và mình ghi cái kết luận vô là cái người chấm họ đã hiểu rồi. Tại vì đây là một cái bài khó, chúng ta không cần phải trình bày chi tiết từng ý một, nó quá cặn kẽ đâu. Đó, đây là một cái bài toán khó dành cho thi học sinh giỏi, thì khi mình nói một cái câu đó mình nhân lên là người ta sẽ hiểu. Đó. Thì bây giờ mình nói nè, bây giờ mình kết luận vậy khối lượng than bị đốt cháy trong 1 giờ có thể đổi ra là bằng 60 phút. Nè. Đó, được chưa? Thế thì khối lượng than này là m than phẩy đây, là bằng m than đó. Nhân cho, à cái cách ghi này có hai kiểu ghi, một là mình ghi là 4, còn không là mình ghi là nhân 60 chia 15. Có nghĩa là sao? 15 phút là được thằng này, mà mình cần là trong 60 phút lận, bởi vì 60 chia 15 nó ra 4 này. Nhưng mà ghi như thế này là có nhiều bạn là không hiểu lắm. Có thể là mình ghi là bằng m than nhân 4 luôn cũng được nha, tùy mình thôi đó. Còn cái phần mà giải thích cho mình hiểu là tại sao nhân cho 4 là thầy nói rồi đó, tại vì 60 phút nó gấp 4 lần cái 15 phút mà hồi nãy mình tính được trong 15 phút rồi. Bây giờ nhân tính trong 60 phút thì mình nhân 4 lên thôi. Bằng m than là 1,71 nhân cho 4 này, được chưa?
chúng ta bấm máy tính. Là nó sẽ ra được 6,84 kg. Rồi, vậy là mình đã giải quyết xong câu A. Được không? Rồi, tới câu B. Câu B thì thầy xuống cái trang mới. Hò quá. Rồi, câu B nè. Khối thép lấy từ lò ra được đặt trong một vải sành. Vậy lấy từ lò ra là nhiệt độ của nó là vẫn là 820 độ C. Vậy mình lấy cái dự kiện ở câu A đó là 820 độ C này, đúng không? Cách nhiệt hình trụ tròn. Lưu ý cái hình của nó là hình trụ tròn. Đường kính trong là D bằng 30 cm. Người ta tưới nước ở nhiệt độ T bằng 20 độ C lên khối thép ấy cho tới khi nó vừa đúng ngập trong nước. Nhiệt độ của nước khi hệ cân bằng nhiệt là 70 độ C. Hãy tính lượng nước đã tưới lên khối thép. Vậy thì ví dụ như đây là cái vải sành hình trụ. Hình trụ nhưng mình vẽ trên cái mặt cắt thì mình vẽ nó như thế này, đúng không? Đây là hình trụ này. Đó. Thì cái đường kính trong của nó thì vẽ bằng tay nên nó không thẳng, vẽ bằng thước nó thẳng nó đẹp hơn nha mấy bạn. Vẽ nhanh á nên là nó không thẳng nhưng chúng ta hình dung như vậy. D bằng bao nhiêu? 30 cm. Đó. Thì người ta thả cái khối thép này vô. Đây cái khối thép này vô đây. Đó. Cái khối thép này cũng hình trụ. Thì mình thấy là khi đó người ta tưới nước cho đến đây. Đó. Và họ yêu cầu á là mình tính cái lượng nước. Cái lượng nước mà là tưới lên cái khối thép này. Thì ở đây mình thấy nè, chỉ riêng trong cái phần này thôi họ cho mình biết là khi tưới lên nó vừa ngập cái hình trụ này, cái khối thép này, thì mình hoàn toàn tính được cái lượng nước chứa trong vải. Được không? Đó. Thì mình lấy cái thể tích này, có cái thể tích rồi nè, mình tính được thể tích của nó. Cái này chiều cao này họ cho 20 cm ở đâu rồi. Thì mình tính được và cái thể tích của cái khối thép này mình cũng tính được. Thì từ đó mình hoàn toàn tính được cái khối lượng nước mà chứa trong cái vải này. Nhưng lưu ý một điều, nếu mà chúng ta chỉ tính khối lượng nước trong vải theo cái cách thức này thì trong bài đề bài nó còn hai dữ kiện, hai ba dữ kiện mình chưa dùng tới, đó là liên quan tới nhiệt độ sôi, nhiệt hóa hơi đó của nước nữa. Thế tại sao họ lại cho thêm cái dữ kiện này, có phải nó dư không? Thực tế là không dư, mình phải hiểu vậy nè. Nhiệt độ cuối cùng trong này là 70 độ C. Họ tưới cái nước 20 độ C vô. À, 70 là họ đặt là T2, được không? Và họ tưới cái nước là 2 T là 20 độ C. Cái nước này họ tưới vô cái trụ này nè là nhiệt độ T là bằng 20 độ C. Đó. Nhưng nhiệt độ cân bằng là 70 độ C, vậy thì nó liên quan gì tới cái nhiệt hóa hơi, đúng không? Hóa hơi là nước nó phải nóng tới 100 độ rồi nó hóa hơi chứ. Thì ở đây mình phải hiểu này, ban đầu cái thép này nè, nhiệt độ nó rất là cao. Khi lấy từ lò than ra nhiệt độ của nó tới 820 độ C lận. Nên khi đặt trong cái vại này rồi người ta tưới nước lên thì sẽ có một cái lượng nước nhỏ nào đó. Nó sẽ tăng nhiệt độ rất là nhanh đến cái nhiệt độ sôi và nó hóa hơi. Nó sẽ có một lượng nước nó hóa hơi và nó bay ra ngoài rồi. Vậy thì tổng thể là cái lượng nước mình tưới lên cái khối thép đó là nó bao gồm cái lượng nước đã hóa hơi cộng với cái lượng nước nó còn lại và nó vừa ngập cái mặt hình trụ. Chúng ta hình dung ra không? Do đó chúng ta tách làm hai bước để chúng ta tính. Cái bước 1 là chúng ta nhìn trên cái hình này thì chúng ta sẽ tính được cái lượng nước chứa trong vại. Được chưa? Và tí nữa cái bước thứ hai là thầy tính được cái lượng nước mà nó đã bay hơi. Và cộng hai cái lượng nước đó lại thì mới chính là cái lượng nước người ta đã tưới lên khối thép. Và lý do nó có cái lượng nước bay hơi. Thầy nhắc lại đó là do cái khối thép mà cái nhiệt độ nó quá cao. Thì khi người ta tưới nước lên thì sẽ có một phần nước nhỏ nó sẽ hóa hơi, nó bay ra ngoài. Còn ví dụ cái khối thép mà cái nhiệt độ ban đầu nó không quá cao, ví dụ như cỡ 100 mấy chục độ đó, thì thường là khi đổ nước vô là nó cũng ít có cái hiện tượng là nước nó hóa hơi, mà nó chỉ trao đổi nhiệt là thép nó hạ nhiệt độ xuống, còn nước tăng nhiệt độ lên. Đó, ví dụ như vậy nha, để mình hình dung cái bài này. Và cái thứ hai là sau khi chúng ta làm là chúng ta thấy nó dư cái dữ kiện đó, thì mình phải nghĩ ngay tới cái điều mà thầy vừa nhắc. Đó là nước nó sẽ hóa hơi. Được chưa?
Vậy là qua câu B là mình tách làm hai vế để mình làm. Một là tính lượng nước có trong cái chậu này, có trong cái vại này. Và cái thứ hai là tính cái lượng nước bay hơi. Và mình cộng hai cái lượng nước đó lại chính là cái lượng nước đã tưới lên cái khối thép. Mình làm cái ý nào trước cũng được. Được chưa? Vậy thì bây giờ thầy làm cái ý là tính cái lượng nước có trong cái vại này trước. Muốn tính được khối lượng thì mình phải có thể tích nước. Đúng không? Và nhìn trên hình thì mình thấy là thể tích nước là bằng thể tích của cái nước, cái vại này nè, mà bao gồm nước và cái loại thép bên trong, cái khối thép bên trong. Rồi mình trừ ra cái thể tích khối thép thì nó còn lại cái thể tích của nước. Đúng không nào? Rồi, vậy thì cái khối thép là ở trên là họ cho khối lượng. Họ cho khối lượng riêng của thép chứ họ chưa cho thể tích. Thì mình đi tính thể tích. Đó, vậy bước 1 là tính thể tích của khối thép. Đây, câu B phải không? Thể tích của khối thép là, đó, mình cứ chia nhỏ ra là mình không bị rối ha. Đó. Thì mình có công thức là em về đi, đúng không? M bằng V nhân D, thì suy ra V là bằng M trên D. V này của thép này, M là của thép này, D này của thép này. Đó. M của thép là ở trên họ cho 15,8 kg. D của thép là khối lượng riêng của thép này họ cho 7.900. Rồi chúng ta bấm máy tính. Nó sẽ được là 1 phần 500. Cái số này nó đẹp cho thầy không muốn bấm ra nữa. 1 phần 500. Đơn vị của nó là mét khối. Được chưa? Bởi vì cái này là kg. 15,8 là kg. 7.900 là kg trên mét khối. Nên thể tích nó sẽ ra đơn vị là mét khối. Là bước 1. Bước 2. Bây giờ thầy tính cái thể tích. À, thể tích. Nè. Thể tích của vại bao gồm nước và khối thép bên trong. Đó. Có nghĩa là cái thể tích nước là từ đây đến đây thôi nè, cả cái phần mà thầy gạch gạch đây nè, đúng không? Đó chúng ta thấy nè. Gạch hết thì thấy nó hơi 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 rối đúng không? Đó, hết cái phần này nè. Đó, được chưa? Rồi, thể tích đó là gì? Thì công thức này là V là của vại đây. V vại. V vờ. V, thể tích là bằng diện tích nhân chiều cao. Bởi vì nó là hình trụ. Diện tích của vại là S vại nhân chiều cao H. Rồi, chiều cao H họ cho rồi. Còn diện tích là công thức của hình trụ là diện tích của cái mặt cắt. Đúng không? Là hình tròn. Chúng ta hình dung không? Diện tích của hình tròn là công thức S bằng pi d bình phương trên 4. Pi D là đường kính nha, D bình phương trên 4, đây là công thức rồi. Còn nhân cho chiều cao H. Rồi, B là 3,14. D là bao nhiêu? D là 30 bình phương lên. Chia cho 4. Nhân cho H là nhân cho 20. Thì mình thấy đơn vị này, 20 là cm. 30 này cũng cm, nên thể tích nó sẽ ra đơn vị là cm khối. Được chưa? Rồi, chúng ta bấm máy tính đi. Nó sẽ ra được 14.130 đơn vị là cm khối. Đó. Và mình phải chuyển ra mét khối cho nó chuẩn, tại vì ở trên là thể tích, trên là mét khối. Thì chuyển ra mét khối là mình chia cho 1 triệu, đúng không? Là 10 mũ 6, thì nó sẽ được cái số là 0, nhìn trên đây mình đếm nè, đếm lùi 6 số thôi. 0, 1, 4, 1, 3, đúng không? 1, 4, 1, 3 và đơn vị là mét khối. Có cái thể tích này thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được là thể tích nước chứa trong vại. Rồi, thể tích nước. Thì thể tích nước là ghi là V nước đây. Thì mình lấy thể tích của cái vại này trừ thể tích của khối thép. Đúng không? Thể tích của cái vại là mình vừa tính được 0,01413 trừ thể tích của cái vại của cái khối thép là 1 phần 500. Rồi, chúng ta bấm máy tính là nó sẽ ra.
nó sẽ được kết quả là 0,0123 mét khối. Rồi có thể tích nước thì mình tính được khối lượng nước, đúng không? À, tại vì họ yêu cầu tính khối lượng nước tưới lên thì mình phải tính được khối lượng nước. Vậy là khối lượng nước chứa trong vại công thức là em về đi, phải không? M bằng V nhân D. Cái này là của nước này, thì thể tích là của nước và khối lượng riêng cũng của nước. Rồi, thể tích của nước là 0,01213. Còn khối lượng riêng của nước, D nước này, họ cho trên đây nè. Khối lượng riêng là 1.000 kg trên mét khối. Thấy chưa? Vậy chúng ta nhân 1.000. Rồi, chuyển dấu phẩy qua ba số thôi, 0123. Vậy đã ra cái số là 12,13 kg. Được chưa? Rồi, vậy thì bước 1 là chúng ta đã tính được cái khối lượng nước trong vại khi mà người ta cho biết rằng là người ta đổ nước cho tới mặt vừa ngập cái mặt cái khối thép. Đó. Nhưng ẩn ý trong bài này như lúc nãy thầy nói rồi đó là khi đổ nước vào, tưới nước vào thì sẽ có một phần nước nó sẽ hóa hơi. Đó, vậy thì bây giờ mình tính tiếp nè, bây giờ tính tiếp nè. Câu B, à ý tiếp theo chứ. Đó. Khi à bây giờ giải thích một ý ha, một vài ý để người ta hiểu nè. Khi tưới nước lên khối thép có nhiệt độ rất cao. À, nhiệt độ rất cao sẽ có một lượng nước hóa thành hơi. Đó. Được chưa? Đó mình nói cho ý là tại sao nó có cái khối lượng đó thì bây giờ mình mới gọi đặt tên cho nó thôi, gọi m mx đi là lượng nước đã hóa hơi. Và mục đích trong cái ý này là mình để tính cho ra cái khối lượng mx này nó bằng bao nhiêu. Thì muốn tính được cái này thì mình dựa vào phương trình cân bằng nhiệt thôi, đúng không? Phương trình cân bằng nhiệt là gì? Bây giờ mình thấy là cái khối thép này nó sẽ hạ nhiệt độ từ bao nhiêu? Ban đầu là 820 khi bỏ vô và cuối cùng nhiệt độ của nó là 70 độ. Chúng ta thấy không? Đó, vậy là khối thép này nó sẽ hạ nhiệt độ xuống từ 820 đến 70, nó sẽ tỏa nhiệt. Còn thu nhiệt là thằng nào? Thu nhiệt là nước trong cái vại này nó sẽ tăng từ 20 cho đến 70. Đó là cái nhiệt cái nước trong vại. Còn cái lượng nước hóa hơi là ban đầu nó cũng là 20 nhưng nó tăng, nó muốn hóa hơi thì nó phải tăng tới 100. Rồi từ 100 đó nó hóa thành hơi hoàn toàn. Chúng ta hình dung ra chưa? Đó. Vậy thì bây giờ thầy cũng phân tích làm hai vế. Vậy vế một là thầy tính nhiệt lượng mà khối thép tỏa ra để hạ nhiệt độ xuống 70. Được không? Đó. Rồi tiếp theo nè. Nhiệt lượng mà khối thép tỏa ra để hạ nhiệt độ xuống 70 độ C là rồi công thức nè đặt là Q1 đi, từ nãy hồi nãy là Q thép Q đồ gì rồi. Bây giờ đặt Q1 Q2 Q3 đi ha. Q1 nè, Q của thép là bằng M thép nè nhân C thép nè delta T thì cho dễ là thầy lấy cái số luôn đây ha, đỡ phải lòng vòng cái ký hiệu cũng được. Ban đầu là 820 mà sau đó nó hạ xuống 70 thì mình lấy 820 mình trừ cho 70. Được chưa? Rồi thế vô nè, M thép là 15,8 nè. Vẫn còn nhớ kết quả nè. C thép là nhiệt dung riêng của thép là 460 nè. 820 mà trừ 70. Không biết bằng bao nhiêu, thôi ghi lại đi. Rồi. Còn lại chúng ta bấm máy tính. Đúng không? Rồi sau khi bấm máy tính này chúng ta sẽ được cái số là 5451000, 5.451.000, đúng không? Rồi, joule. Đây là nhiệt lượng thép tỏa ra.
Thì bây giờ mình nói nè, gộp chung những cái ý mà nước thu vào lại, thì bây giờ mình tính nè, có những ý sau nè: nhiệt lượng mà nè, nước trong vại tăng từ 20 độ C đến 70 độ C là nhiệt độ cân bằng nè. Và đó là mới một vế thôi đúng không? Còn một cái lượng nước mx nữa, và lượng nước mx, thì mx thì khi tưới nó cũng là 20 độ, thì nó tăng từ 20 độ C đến 100 độ C. Để nó hóa hơi thì nó phải tăng tới 100, và hóa hơi hoàn toàn ở 100 độ C. Ở 100 độ C là cái chữ toàn này viết lại ha. Rồi, hoàn toàn ở 100 độ C. Vậy là nó có 3 ý trong này, đúng không? Rồi, bây giờ nè, thì đặt là Q2 đi. Q2 nè, gồm cái nước mà nó tăng từ 20 đến 70, thì chúng ta viết công thức nè: M của nước nè nhân C của nước nè, đúng không? Delta T là 20 đến 70 thì lấy 70 trừ 20. Được chưa? Chứ dùng ký hiệu là nhiều khi nó rối. Bây giờ thầy ghi cái số vô luôn. Cộng với cái lượng nước MX nè. MX thì nó là nước, thì nhiệt dung riêng cũng phải là C nước. Và này nó tăng từ 20 đến 100, thì mình lấy 100 trừ 20. Cộng với nó hóa hơi hoàn toàn ở 100, thì công thức là L nhân M. Và M đây là MX nó hóa hơi. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ mình thế số vô, mình làm cho gọn cái chỗ này. M nước, hồi nãy mình tính được bao nhiêu ta? Khối lượng nước ở trên nó đâu rồi? Đây, 12,13 kg. Vậy 12,13 C nước là 4.200. 70 trừ 20 nó còn 50. Cộng MX, được chưa? Rồi, nhân C nước là 4.200. 100 trừ 20 là còn 80. Cộng L là nhiệt hóa hơi là bao nhiêu? 2,3 nhân 10 mũ 6. Đây, mình nhìn đây nè, nhiệt hóa hơi nè. 2,3 nhân 10 mũ 6. 2,3 nhân 10 mũ 6. Cái này là nhân cho MX. Rồi, mình làm gọn một bước nữa là bằng cái này: 12,13 nhân 4.200 nhân 50. Chúng ta sẽ được cái số là 2547 300. Đó, cái số như vậy. Các bạn để ý là bấm kiểm tra lại giúp thầy nha. Đôi khi thầy bấm nó có sai số gì trong đó nó cũng không biết. Không để ý thì nó lệch cái số đi ha. Đó, để ý. À, cố gắng kiểm tra giúp thầy với. Rồi, lấy 4.200 nhân 80 ra của với MX nè, sẽ ra được cái số là 336000 MX. Đúng chưa? Cộng cái số này thì viết lại thôi: 2,3 nhân 10 mũ 6 mx. Rồi, bước tiếp theo thầy làm gọn một bước nữa, cái số này thầy viết lại: 2547 300 viết lại. Cộng cái chừng này là mx cộng với chừng này mx, thì mình đặt mx làm thừa số chung, cộng hai cái số này lại cho nó gọn. Rồi, nó sẽ được cái số là 26 36000 MX. Được chưa? Đây là Q2. Thì Q1 là tỏa ra, Q2 là Q1 là thu vào. Q1 tỏa ra, Q2 thu vào. Thì từ đó chúng ta sẽ suy ra phương trình cân bằng nhiệt, đúng không? Là Q tỏa bằng Q thu thôi, là Q1 bằng Q2. Để mình tính cái MX thôi. Q1 hồi nãy mình tính được bao nhiêu? Nhìn ở trên này. Đây, 545 1 3 số 0. Rồi, Q2 mình vừa tính được đây, 25 25 47 300 cộng MX 26 36000 nhân MX. Được chưa? Rồi, mình chuyển vế mình đổi dấu thôi. Đúng không nào? Vậy thì mình lấy này 26 36 nghìn MX này
thì bằng cái 2 năm cái này trừ cái phần này chia cho số này đúng không? Tự bấm nhanh cho thầy. Tới đây rồi thì cái phần này tự bấm được. Rồi nó sẽ ra cái kết quả là xấp xỉ là 1,1 kg. Rồi, từ đây mình kết luận lại, vậy khối lượng nước đã tưới lên khối thép là đặt là m nước phẩy đi ha, thì bằng cái m nước lúc nãy cộng với cái lượng hóa hơi này là mx này, rồi bằng m nước lúc nãy là bao nhiêu ta? À đây, chỗ này có này, 12,13 kg cộng với cái này là 1,1 kg thì nó sẽ được là 13,23 kg đó. Vậy là cái lượng nước mà tưới trên cái khối thép là nó như vậy. Rồi, vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài 200 bao nhiêu? 37 chúng ta, 237 trong phần nhiệt học. Đó. Thì cái bài này nó cũng tương đối dài. Thì với những cái bài dài thì chúng ta lưu ý là khi làm thì chúng ta tách ra. Cái phần nào mình tách nhỏ ra được thì mình tách ra để mình làm cho nó đỡ rối nha. Chứ mình đọc qua nhiều là mình thấy rất là rối. Đương nhiên với những cái bài dài như thế này thì chúng ta cũng phải đọc đọc rất là cẩn thận cái đề để mình biết được mình tách ra nó gồm những cái ý nào. Đó. Rồi vậy là chúng ta đã giải quyết xong rồi. Có vấn đề gì thắc mắc các bạn cứ bình luận xuống phía dưới. Và nếu chúng ta thấy những cái bài này nó hay, nó ý nghĩa với mình thì cũng giống như là nó cũng sẽ có ý nghĩa với nhiều bạn khác thì mình cứ mạnh dạn mình share, mình bấm nút like để cho cái kênh nó được phổ biến rộng rãi hơn đến với nhiều người. Rồi, rất cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày hôm sau. Rồi, chào tất cả các bạn nha.